Chào các bạn nha. Chào mừng các bác quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Thì tiếp tục các video. Là bên Đặng Tín Audio tiếp tục test những bộ mic FV100, Soberlet FV100 lên điều cho các bác. Thực sự xin cảm ơn tất cả các bác trong mọi miền Tổ quốc tin ủng hộ Đặng Tín Audio nhé. Các bác đặt hàng cái dòng mic Soberlet của bên em quá nhiều luôn. Đặc biệt là dòng FV100 này. Thì số lượng hiện tại 200 bộ thì bây giờ hiện tại còn có 50 bộ cuối cùng thôi. Thực sự các bác đặt hàng quá nhiều, các bác phải hết sức nhanh tay vì số lượng không có nhiều. Đây là một trong dòng mic em thanh lý được của phòng hát bên kia. Tổng cộng là 200 bộ. Thì do phòng hát bên kia đã nói các bác rồi, do cái đợt dịch vừa rồi ấy, họ không làm được đấy, nên là mic gần như là còn mới nguyên, gần mic gần như là còn mới đập hộp vì nó không có hộp xốp rồi, còn như là còn mới đến 95% hết. Mic Soberlet FV100, các bác yên tâm về chất lượng và giá sẽ coi là giá quá tốt cho các bác để bác chơi. Mic đã vào phòng hát thì các bác yên tâm về chất lượng của nó nhá, dùng gia đình rất ok luôn, quan trọng nó rất là đẹp, được chưa? Các theo dõi video bác kênh Đặng Tín Audio Simon Nai nhá. Hãy lại cho em Simon Nai và đăng ký kênh màu đỏ cho em. Đây, tất cả đưa đầu thu này. Nó rất đẹp luôn. Đấy, đây đằng sau nó nhá. Đây, rắc nguồn này, rắc soli và cắm ở đây này, hai bên hai rắc calon để bác làm sự kiện nhá. Được chưa? Hàng em bao zin bao đẹp cho các bác. Đồ này gần như đẹp đến 95% rồi, các bác yên tâm. Đấy, mà quan trọng cái giá nó quá là tốt để các bác chơi. Nó mua vào thị trường thấp nhất là 2,5 triệu trở lên rồi. Đây em lấy của phòng hát bên kia. Đây tai mic này nó đẹp như mới, gần như là bên kia họ còn chưa sử dụng được luôn. Họ lên phòng hát cái nó bị dịch cái nào phá sản luôn. Đây gần như là mới nha, tai mic gần như là mới và nó rất là đẹp, tặng đầy đủ chống lăn cho các bác. Bây giờ tai mic này nó quá đẹp luôn. Thì em báo giá luôn nhá, giá cực kỳ tốt cho các bác nhanh tay nhá, 1,5 triệu một bộ em bao ship. Chỉ 1,5 triệu một bộ em bao ship tận nơi nhá. Các bác không nhanh tay không có hàng đâu. 200 bộ bây giờ chỉ còn 50 bộ cuối cùng thôi. Đấy, 1,5 triệu một bộ em bao ship, tay quá đẹp này. Chất âm các bác yên tâm, tí sẽ test các bác nghe lại một lần nữa các bác chất âm của dòng mic Soberlet này. FV100 1,5 triệu một bộ nhá, bao ship tận nơi. Đây. Quá đẹp. Thực sự là về ngoại hình cái tay mic này thì không phải nghĩ ngợi gì rồi, cầm tay mic này. Nó rất đẹp luôn. Đấy, chỉ 1,5 triệu thôi, em bao ship tận nơi cho các bác. Đấy, rất đẹp. Được chưa? Đấy, các bác phải hết sức nhanh tay vì số lượng em không có nhiều. Không còn nhiều, chỉ còn đúng 50 bộ cuối cùng thôi. Soberlet FV100. Các bác yên tâm là mic đã vào đến phòng hát thì các bác yên tâm về chất lượng của nó nhá. Đấy, các bác rất sức là yên tâm. Rất đẹp. Nói chung bỏ đồng tiền ra nó rất xứng đáng. Được chưa? FV100. Các bác theo dõi video này, một bác cho kênh Đặng Tín Audio Simonai nhá. Hay là cho em Simonai và nhớ đăng ký kênh màu đỏ dưới cho em nhá. Xin cảm ơn tất cả bác rất nhiều nhá. Đây. Đấy. Rồi, giờ sẽ test chất âm cho các bác nghe nhá. Đi, 1, 2, 5, 6, 7, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 2, sẽ tôn thờ đầu thờ
nghèo nhân trong tình yêu, gia đình xót xa nhiều. Cơn mưa nào không rớt, buồn riêng đã chặt tay, lời nào không trôn trải, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em, nhưng tiếng buồn tự dưng trong tay nào tôi mới, tình ta cách xa rồi. Tình ta cách xa rồi.